thứ hai đầu tuần. Bây giờ là 22:38. Hôm qua mình tổng kết được 4/11 trong những cái trải nghiệm được mình. Thì cái tuần này mình định xác định là mình nghỉ. Nghỉ ngơi. Cho nó dần nghỉ giải lao tí, căng quá. Dạo này tập trung vào mấy cái đam mê này nên là có bỏ bê công việc chính một tí. Nên là mình mới có quyết định tuần này mình sẽ nghỉ ngơi để tập trung vào công việc chính. Công việc chính hôm nay cũng khá là nhiều. Hôm nay 4 ca. Ui. Trong đó có 1 ca là cuộc họp. Hôm nay mình thấy khá là hiệu quả, khá là thích, làm việc cũng khá là chất lượng. Thì đáng lẽ ra là tuần này mình sẽ không định làm vlog. Nhưng mà thôi, vì hôm nay quá chất lượng, vì hôm nay quá tuyệt vời. Mệt thì có mệt, nhưng mà có niềm vui trong đó. Nên là mình quyết định mình lưu lại ngày hôm nay. Mình cảm ơn công việc, thực sự là hôm nay mình phải cảm ơn công việc. Mang lại cho mình những năng lượng tích cực, vui, hưng phấn. Mình cảm ơn những em học sinh, công ty, công việc, cũng như sức khỏe, những khoản tiền giúp mình chi trả cuộc sống. Cảm ơn sếp nhà mình, nấu cho mình món ăn ngon. Cảm ơn đồ ăn, cảm ơn nước uống, cảm ơn những đồ vật ngày hôm nay. Máy móc, thiết bị giúp cho mình hoàn thành công việc một cách trôi chảy, thuận lợi. Hôm nay thì mình chưa thực hiện một cái trải nghiệm nào trong này. Vừa rồi mình vẫn thực hành trải nghiệm luật hấp dẫn. Thôi mình nghĩ tuần này mình sẽ chậm lại một tí. Đi chậm lại một chút để tập trung vào công việc. Và mình sẽ lên kế hoạch tiếp theo cho những trải nghiệm này. Ok, chốt sổ cuối ngày thứ hai.